Bu, thương hiệu thời trang Việt đã có mặt 20 năm trên thị trường với hệ thống 30 chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Bắt đầu từ cửa hàng Bu Sketch Shop tại phố Nam Cao, Hà Nội. Năm 2009, anh Việt Anh cùng người em song sinh đã chính thức thành lập công ty Bu, thương hiệu thời trang Việt được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Bạn anh muốn tạo ra một cái gì đó của Việt Nam Việt Nam của tao là dynamic, Việt Nam là có thể tạo ra được những thứ mà thực sự là chất lượng thời trang. Đấy là lý do vì sao mà năm 2009 bọn anh không muốn kinh doanh chỉ là kiếm tiền nữa, là phải tạo ra một cái gì đó mà mình có thể đem được tầm ảnh hưởng tới giới trẻ. Chính là cái tập khách hàng mà trước đây trong 6 năm đầu tiên mà bọn anh đã gây dựng được lên. Ở thời điểm 2010, không mấy thương hiệu thời trang Việt được sản xuất tại Việt Nam 100% với chất lượng không thua kém các thương hiệu quốc tế khó nhất là để đi sản xuất đâu làm thế nào để có được những cái lô vải đầu tiên mà nó theo đúng cái tiêu chuẩn của các thương hiệu quốc tế mà hồi đấy bọn anh hình dung không có một kiến thức gì không hiểu một tí gì về sản xuất bọn anh tự thành lập một xưởng in mà anh thuê một cái xưởng in khoảng tầm bốn năm trăm mét vuông luôn ở ở một khu mà bọn anh luôn mong muốn mình là thương hiệu mà sẽ xét được những mức giá cao để có những cái dư địa để mình có thể luôn được phép làm những sản phẩm mới chất lượng cao nhất và có cái chiều sâu hơn và có thể xanh hơn và tất cả ở đây nó là chi phí 20 năm chinh chiến trong thị trường thời trang bán lẻ. Trong số này, anh Việt Anh sẽ chia sẻ bí quyết phát triển sản phẩm, kinh nghiệm quản lý vận hành trong kinh doanh thời trang cho những người muốn gia nhập vào thị trường đỏ hấp dẫn nhưng cũng đầy cạnh tranh này. Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của Celebrity Chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Chúng ta cùng chào đón khách mời ngày hôm nay, anh Việt Anh Founder của Bu thương hiệu thời trang Việt đã có mặt 20 năm trên thị trường Việt Nam. Chào mừng anh đã tham gia với Chapter 0 và Rising Việt Nam ạ. Lội lại từ năm 2003 khi mà mình bắt đầu với Bu Sketch Shop đúng không ạ? Sau đấy thì là năm 2009 mình bắt đầu quyết định là uh, kinh doanh thời trang với một thương hiệu thời trang hoàn toàn 100% là sản xuất tại Việt Nam đúng không? Thời trang của Việt Nam. Có thể nói lúc đó Bu đi đầu cho cái xu hướng này. Thế thì lúc đấy tại sao anh lại có cái quyết định táo bạo như vậy thay vì là ừ. chỉ kinh doanh thời trang theo kiểu bình thường nhập hàng và bán đúng không? Và anh uh, mở một cái cửa hàng uh, Sketch Shop khoảng 20 mét vuông ở ngay cạnh cổng trường An. Uh, và lúc ấy mình làm vì đam mê. Nhưng mà sau khi mình làm vì đam mê thì uh, giới trẻ và mọi người người ta đón nhận gọi là vượt hết tất cả mọi sự mong đợi cũng hơi hơi ngợp hồi đấy. <laughs> nhưng mà Chúng hồi ý đấy. là mình được đón nhận đến thế. Ừ hồi đấy hồi đấy trẻ thì. Kiểu ngập mạnh ok cũng đơn giản thôi ngập thì mình lại làm tiếp thế là thì sau khoảng 6 năm 6 năm bọn anh nhìn thấy là nếu mình chỉ làm vào theo bản năng và theo đam mê thì mình mới chỉ đang là đi nhập những các cái hàng hóa của thái lan của trung quốc hoặc là chính hàng việt nam xuất khẩu thu hồi đấy về để bán với những chất lượng rất là tốt và Uh, với cả những các cái uh, mình đem lại những cái thời trang rất là mới vào thời điểm đấy, Nhưng anh nhìn thấy nó chưa đủ, ấy. nó chưa đủ. Uh, anh anh lúc đấy thì anh muốn là mình tạo ra một cái gì đó của Việt Nam. Tại vì do anh và em anh thì bọn anh sống ở nước ngoài mất 10 năm, uh, được trưởng thành lên nước ngoài nên khi mà được về Việt Nam thì thực sự là kiểu một cái cảm giác kiểu đây là nơi tôi thuộc về, ấy. Uh, tôi sẽ không mở tôi muốn đi đâu nữa. Và nên là một một cái cái tình yêu đối với cả Việt Nam của bọn anh nó anh nghĩ nó rất là lớn chính vậy là bọn anh muốn tạo ra một cái gì đó của Việt Nam. Tại vì khi ở nước ngoài thì mình luôn thường mình sẽ thấy tự ti hơn ấy. Và và mình tự ti hơn với với cả cái 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 Việt Nam của mình ở một cái đất nước uh, nó đã quá tiên tiến rồi. Về mình muốn khẳng định không, Việt Nam của tao là dynamic, Việt Nam là có thể tạo ra được những thứ mà thực sự là chất lượng thời trang thì đấy là lý do vì sao mà năm 2009 bọn anh uh, không muốn kinh doanh chỉ là kiếm tiền nữa mà thực sự là kinh doanh đối với bọn anh là phải tạo ra một cái gì đó mà mình có thể đem được tầm ảnh hưởng tới giới trẻ chính là cái tập khách hàng mà trước đây trong 6 năm đầu tiên mà bọn anh đã gây dựng được lên thì đấy là cái ý tưởng ban đầu vì sao mà 209 một cái thương hiệu của Việt Nam thương hiệu Bu lúc ấy bọn anh đặt tên là bò sữa được ra đời vậy thì khi mà mình thành lập một thương hiệu thuần Việt Nam 100% và năm 2009 thì cái quyết định táo bạo đấy đã đã đưa đến cho mình những cái thử thách gì ạ? À? Anh nghĩ là khi mà mình làm ra một cái thương hiệu mới hoàn toàn như thế thì có rất là nhiều các anh chị mà lâu năm, 6 năm rồi mà kiểu lâu năm hỏi anh ơi tại sao Việt Anh mày mày đang kiếm tiền tốt như thế này mày đi làm một cái một cái thương hiệu mới làm gì kiểu mày sẽ bị mất tập trung xong rồi thương hiệu mới mày làm sao ra được tiền kiểu mọi người sẽ luôn nghĩ là tiền, tiền, tiền ấy mà thực ra lúc đấy đối với anh thì không anh, anh như anh nói ngay ban đầu anh 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 muốn tạo ra giá trị cái đấy nó nó và một cái di sản ấy, nó lớn hơn tiền rất là nhiều ấy. À, thì uh, với lại là những cái uh, khó khăn ban đầu đó là làm thế nào mà mình tạo ra được sản phẩm của riêng mình nhưng cũng rất là may là cái cái tinh thần của anh luôn luôn là đi từ cái sự sáng tạo ngay từ đầu rồi thế nên là uh, lúc đấy là khó nhất là để đi sản xuất rồi làm thế nào để có được những cái lô vải đầu tiên mà nó theo đúng cái tiêu chuẩn của các thương hiệu quốc tế mà hồi đấy bọn anh hình dung tại vì ngay từ đầu khi mà tạo ra một thương hiệu việt nam anh đặt ra hai yếu tố đặc biệt quan trọng để thay đổi toàn bộ cái định kiến của mọi người nhìn về thương hiệu việt nam hồi đấy hồi đấy uh, mọi người sẽ nhìn sẽ rất là kiểu uh, ưa chuộng thương hiệu nước ngoài uh, thế nên là cái okay. luôn luôn trong tâm trí mọi người sẽ phải phải thương hiệu nước ngoài thương hiệu Việt Nam thì mọi người sẽ nhìn sang kiểu Hanover hay là Thăng Long hay nhiều thứ <laughs> kiểu, kiểu rất là và thậm chí có những thương hiệu Việt Nam họ còn không dám uh, khuếch trương tôi cái là thương hiệu Việt, Việt, Việt Nam, Nam. Ờ. anh không nói những uh, truyền thống như Hanover Max uh, Thăng Long thì họ 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 đã ở đấy và anh nghĩ họ đã làm những cái nhiệm vụ rất là tốt cho cái cho cái thời đại thời đấy nhưng mà dành cho giới trẻ thì chưa có ai thì nên là cái cái đầu tiên đó là anh muốn thay đổi cái định kiến liên quan đến một thương hiệu của việt nam là không không biết làm những sản phẩm đẹp và cái thứ hai là không biết làm sản phẩm chất lượng thì hai cái đấy là hai cái đầu tiên là anh muốn tạo ra một thương hiệu phải như đấy. thế thế chính vậy nên là bọn anh sẽ phải, đã phải đi tìm uh, các cái vải vắp đối với anh vải nó sẽ là một cái rất quan trọng và in ẩn tại vì uh, nguyên liệu của mình thế nên là anh nghĩ cái thời gian đầu đấy để mình tìm được ra những các cái chất lượng mà mình hình dung và nó phá vỡ những các cái uh, tiêu chuẩn của thị trường của thời đấy của một thương hiệu việt nam thì nó là là những cái thử thách ban đầu và không chỉ là nguyên liệu mà còn là các xưởng để đúng thực hiện à, các, xưởng. các sản ừ, phẩm của mình nữa, đúng, đúng, đúng không ạ? tất nhiên nhưng mà cũng may là trong 6 năm đầu thì anh làm với rất bọn anh nhập rất là nhiều hàng việt nam xuất khẩu thì chính vì khi mà anh làm hàng việt nam xuất khẩu anh mới nhìn nhận được ra ô kiểu mọi người nhìn xa hết về Việt Nam, về chất lượng. Tại vì những cái nhà máy đấy họ làm toàn những cái hãng hồi xưa kiểu những hãng như kiểu DC, DC Shoes các thứ kiểu thời skate ấy, nó nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà nó lại được làm ở Việt Nam và anh được tiếp cận tới những cái nhà máy họ làm những sản phẩm đấy. Thì khi khi anh mua hàng về thì tại sao là mình không tìm thêm với cả từ ngóc ngách những cái nhà máy như thế mình tìm ra những cái đơn vị vệ tinh của họ để mình uh, mình tạo ra sản phẩm của mình ở quy mô rất là nhỏ thì anh cũng rất may mắn anh gặp được uh, cô cô làm ở ở một cái nhà máy chuyên sản xuất cho những hàng việt nam xuất khẩu và đến bây giờ anh vẫn anh vẫn luôn ghi ơn cô ấy cô ấy là cái người mà đầu tiên chấp cánh được cho bu để có thể tạo ra được những, những các cái sản phẩm chất lượng của mình đầu tiên về về phần may mặc và cô cũng hướng dẫn cho anh rất là nhiều trong cái cách thức để làm thế nào để ra được một sản phẩm có tiêu chuẩn của xuất khẩu ví dụ đấy thì đấy là một chướng ngại vật đầu tiên cái vật thứ hai là in ấn in ấn thì anh nhớ chất lượng in hồi đấy tệ lắm ở việt nam thì các cái xưởng nhỏ ấy, họ hầu như chỉ tập trung in ra và uh, sau một uh, sau một tháng mà nó học thì thôi ấy, tôi không quan, quan trọng thì hồi đấy bọn anh tìm tòi mãi không ra được và có một số cái xưởng in thì họ biết nhưng mà họ khá là giống nghề thế thì bọn anh hồi đấy cũng táo bạo của anh như <laughs> thế bọn anh uh, bảo ok nếu mà bây giờ không tìm được không có bên nào làm cho mình thì tự mình làm tự anh thành lập một xưởng in không có một kiến thức gì không hiểu một tí gì về sản xuất Bọn anh tự thành lập một xưởng in mà anh thuê một cái xưởng in khoảng tầm bốn năm trăm mét vuông luôn ở ở một khu xong rồi bọn anh nhập những cái máy in từ trung quốc về một máy gọi là bán tự động gọi là gần như hiện đại nhất so với cả tất cả những người làm nhỏ lẻ hồi đấy và bọn anh nhập về và bọn anh bắt đầu tự R&D nhưng rất may là đấy anh có người em trai sinh đôi của anh là co-founder. Thì anh ý thì thường ở ở đằng background nhiều hơn ấy, thì anh ấy lại thế mạnh của anh ấy là những thứ kỹ thuật. Kỹ thuật. Thế là anh ấy là người set up toàn bộ cái sưởng in cho cho anh anh chỉ đi lo làm thương mại và từ những thứ nhỏ nhất, thậm chí hồi đấy trên YouTube nó vẫn còn rất ít. YouTube hồi đấy còn cũng chưa nổi lắm. Anh đi tìm tòi tất cả mọi thứ và và tự bọn anh đi tìm nhặt được uh, tìm được ra cả đơn vị ở uh, họ cung cấp những cái mực in uh, tiêu chuẩn tốt nhất hồi đấy bọn anh mua luôn mực in tốt nhất trên thị trường của nhật đấy, xong rồi uh, đảm bảo các cái tiêu chí tốt nhất xong rồi bọn anh có những máy móc gọi là anh đã xịn nhất rồi so với cả những sừng in nhỏ lẻ nhé không nói sừng in cho xuất khẩu rồi đó. thì với cả những cái táo uh, bạo như thế thì anh nghĩ bọn anh đã tạo ra đột phá uh, sau đó nhìn nhận lại sau 5 năm tiếp theo ấy mà nhìn nhận lại thì cái xưởng in đấy của bọn anh là một trong những xưởng in được rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà đến bây giờ các cái xưởng in đấy của anh nó vẫn nó vẫn đang phục vụ cho vua không ạ? nó vẫn còn tồn tại không? không, không ạ. Ừ. Ờ, cũng hơi tiếc nhưng mà trong kinh doanh thì mình không được tiếc uh, tất cả mọi thứ mình không được uh, mình không nên uh, ôm tất cả mọi thứ lại. anh nhớ bọn anh đã anh nhớ không nhầm bọn anh đã từ bỏ xưởng in khoảng tầm cách đây 4 đến năm năm uh, khi mà bọn anh đến đến một cái quy mô rồi mà tại vì quan điểm của anh là mình nên tập trung vào những thứ mà mình giỏi nhất và nó tạo ra những giá trị uh, lớn còn đâu những thứ khác chuyên môn khác mà nó không phải là cái thế mạnh của mình thì mình hãy dành nguồn lực đấy cho những người người ta làm tốt nhất thì đấy là lý do vì sao rất là nhiều người hỏi anh tại sao bu không có một cái xưởng may riêng uh, thì uh, và tại sao bu lại có xưởng in riêng anh nghĩ là xưởng in ý, ý, nó phục vụ cho giai đoạn là khi bọn anh không không thể nào có được phương án khác và và còn không có xưởng may riêng thì bọn anh luôn quan niệm Việt Nam là một trong những đất nước nằm trong top của thế giới về chuyện may mặc và da dày mình còn đi xuất khẩu ra nước ngoài thì tại sao anh không tận dụng cái thế mạnh trên sân nhà đấy nằm trong top của thế giới để anh lại phải đi làm thêm một thứ mà nó sẽ khiến anh lan man hơn anh vốn đã người khá lan man rồi nó còn lan man hơn thì đấy là đấy là quan điểm của anh thế chính vì vậy nên là khi mà anh tạo được lên được tới một cái quy mô mà bắt đầu có những xưởng in lớn làm hàng xuất khẩu họ nhận hàng của bọn anh thì đấy cũng là cái bước bắt đầu chuyển giao để bọn anh à. kết thúc cái xưởng in của mình nếu như mà để nói đến bây giờ thì cái việc tìm cho mình một cái xưởng sản xuất gia công hay là những cái xưởng in với các bạn trẻ nếu mà tham gia lĩnh vực thời trang thì nó không còn khó nữa đúng không ạ với việt nam mình ừ, anh, anh nghĩ bây giờ không còn khó nữa à? hồi xưa thì anh nghĩ là đấy nhưng em em hỏi câu hỏi đầu tiên thôi đấy là cái thử thách đầu tiên lớn nhất và đối với bọn anh cái cái chất lượng luôn luôn phải đạt hàng được. Bọn anh có hai có hai cái tiêu chí rất là quan trọng trong sản phẩm của mình từ cái cạnh kỹ thuật nhé và một cái tiêu chí liên quan tới về về hình thức thì về kỹ thuật thì đó là luôn luôn chất lượng bọn anh hạn chế tối đa việc phải khoan nhượng với cả chất lượng. Cái thứ hai là bọn anh luôn luôn muốn cái vận hành của mình, các sản phẩm mình nó ngày một xanh hơn. Mình làm thế nào mình không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng mà những sản phẩm của mình nó có chiều sâu hơn. Chiều sâu về mặt kỹ thuật hơn đó chính là nó sẽ xanh hơn, nó nó bền vững hơn. À, nó nó theo đúng cái giá trị cốt lõi của thương hiệu mà theo đuổi từ cái ngày thành lập công ty năm 2009. Và cái yếu tố thứ ba mà như anh nói mà nó lại không nằm trong kỹ thuật nữa thì nó chính là mình luôn luôn phải đem một cái tinh thần trẻ và tinh thần sáng tạo vào trong sản phẩm của mình thì đấy là cái anh nghĩ đấy chính là ba cái yếu tố ấy. nó tạo nên một cái công thức để tạo nên một sản phẩm của bu từ từ hai chín và cho tới bây giờ anh có thể uh, chia sẻ một xíu về quan điểm đi về local brand thời trang thời điểm hiện tại khi mà nó đã cách xa 20 năm so với thời điểm mà anh bắt đầu rồi anh thấy các bạn đang làm như thế nào khi nghĩ đến local brand hiện tại nhiều người hay hỏi anh những câu này nhưng mà gần đây khi chiêm nghiệm lại thì anh nhìn thấy kiểu nó, nó các bạn ấy có một cái tinh thần thực sự đây anh luôn nhìn thấy kiểu đây chính là bu của 15 năm trước đây, của 14 15 năm trước rồi cái tinh thần mà các bạn dám làm những thứ rất là mới mẻ các bạn ấy cậu dám thử nghiệm dám lao vào những thứ mà y như bọn anh hồi xưa những thứ kiểu mù mịt mình không biết là những bước tiếp theo là gì. Nhưng đối với bọn anh thì anh anh luôn nhìn thấy điểm mạnh là anh luôn biết được cái đích của tôi đến là gì. Đấy, cái thời đấy bọn anh như thế và anh anh nhìn thấy các bạn ở đây nó có cùng một cái cùng những cái cái cái, cái trait đấy. Cùng một cái cách làm một cái tư duy như vậy thì anh nhìn thấy nói ngắn gọn lại thì nó chính anh nhìn thấy đây là đúng là một cái tinh thần của bu 15 năm trước 14 15 năm trước và tất nhiên các bạn làm theo cách của Gen Z bây giờ làm theo cái cái môi trường của bây giờ và anh anh luôn ngưỡng mộ cái sự sáng tạo của cái thế hệ trẻ bây giờ nó kinh khủng khiếp anh 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 nghĩ nếu mà nói một trong những thứ mà anh đánh giá rất cao của Việt Nam trên thị trường của thế giới à, so sánh với thế giới luôn anh nó chính là sự sáng tạo sự sáng tạo và sự dám làm, anh anh nhìn thấy nó nó là một cái điểm mạnh của Gen Z bây giờ. Anh đang nói về tổng thể tất cả mọi thứ trong cái ngành sáng tạo. Mình mình nhìn những cái những cái bạn ca sĩ mới, họ đem những cái sự đột phá, họ dám làm. Những bạn như Tờ Linh hiện tại đang đang rất là trend đúng không? Thì không chỉ Tờ Linh, anh nghĩ là nhiều bạn khác, à? Mỹ Anh các thứ rất rất nhiều người ta người ta dám đem những thứ rất đột phá và người ta dám làm. Anh ấy, wow của những cái bạn trẻ ấy. kinh khủng. Uh, hay là uh, bên uh, anti anti art wow. phương vũ vào wow, cổ đấy cũng rất Dấy, ngưỡng mộ anh, anh anh nghĩ là đấy là những người mà anh thực sự ngưỡng mộ anh ngưỡng mộ cái tinh thần của các bạn đấy anh nghĩ còn rất là nhiều khác có thể đặt tên hoặc là những bên như kiểu t redx -T wow. anh thì đấy đấy nếu mà nói về local brand thì tất cả những con người đấy là những con người mà khiến cho mình nhìn nhìn thấy là là cái thị trường việt nam ấy thị trường thời trang của việt nam hay thị trường sáng mọi tạo. sự sáng tạo wow. và cái tương lai của việt nam anh nghĩ nó, nó rất là sáng nó có nền tảng ấy nó có nền tảng ấy. Ừ. Nếu như mà nếu để nói về local brand thời trang thì anh có cảm thấy là Bu sẽ phải cạnh tranh rất nhiều khi mà những local brand thời trang nó các bạn cũng đang làm rất tốt, rất sáng tạo, rất là cải tiến linh hoạt mỗi ngày không? Trong quan niệm kinh doanh của anh thì anh không đặt yếu tố cạnh tranh lên hàng đầu. Ờ, anh luôn luôn đặt yếu tố làm thế nào mình phải làm tốt nhất cái của mình đi đã. Còn cái chuyện cạnh tranh nó là điều hiển nhiên mình cần phải nhìn ngóng xung quanh nhìn ngóng xung quanh để mình học hỏi được thêm để mình hiểu được thêm là những để nó giúp cho mình có những nhận định vững chắc hơn và tốt hơn cho những cái kế hoạch của tương lai chứ anh không nhìn đấy là cạnh tranh anh anh nghĩ anh lại nhìn nó ngược lại cơ anh nhìn đấy là những chất xúc tác sẽ giúp cho thị trường giúp phát triển bọn thiện. anh giúp à, bu và... để bu không dậm chân tại chỗ và để bu luôn phải đẩy mình Uh, lên trên những cái nấc thang phải mới hơn nữa và không khiến cho mình ngủ quên trên chiến thắng. Thì đấy là cái cái góc nhìn của anh. Nên là anh nghĩ rất tốt là uh, các bạn các bạn là, các bạn đang làm rất tốt nhé Một số brand anh nghĩ làm rất là tốt. Mà ngược lại thì cũng khá nhiều brand làm anh anh thấy không tốt đâu. Wow. Anh nghĩ thấy um, một số brand uh, đang bị theo đuổi những cái giá trị uh, ngắn hạn quá. Các bạn ý uh, nhìn nó hơi FOMO một chút. Bạn hơi nhìn thấy mọi thứ nó hơi đơn giản các bạn trẻ, các bạn uh, Gen Z mà các bạn có cá tính cao, các bạn đầy tự tin, nhưng đôi khi nếu mà sự tự tin ấy, mà nó nằm ở mình cân bằng được nó với cả cái lý trí thì anh nghĩ nó sẽ tốt. Nhưng mà nếu mà tự tin thái quá thì nó sẽ trở thành hơi hơi kiêu ngạo một chút. Và và những ai mà bị vượt qua cái nấc đấy, anh nghĩ đấy cũng là một trong cái bẫy, một trong những cái bẫy mà nó sẽ uh, chạm phải rất nhiều các cái local brand của việt nam. Mỗi khi nói chuyện với một anh chị làm kinh doanh thời trang ấy, đều có em đều chia sẻ một câu chuyện là đúng là local brand bây giờ các bạn làm thời trang ngoài bên cạnh những cái điểm tốt là sự chỉn chu, sự sáng tạo ra ấy, thì bên cạnh đấy còn có những cái local brand mà bị lên án rất là nhiều về việc là sản phẩm không đi đôi với chất lượng, giá thành sản phẩm quá là cao so với cái chất lượng đó. Anh 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 không muốn nói nhiều về về giá thành. <laughs> Tại vì anh nghĩ là bu ấy. Bu cũng là một bên mà kiểu Đúng luôn rồi. Bán <cười> Bu <cười> và... Em không nhắc đến nhưng ừ, Bu cũng cũng được nhận xét là ừ, một đa, trong đa, những đa, local đa, brand thời trang có giá khá là cao rất cả. trên thị trường. Uh, 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 so sánh với cả thương hiệu uh, của Việt Nam, nhưng anh nghĩ là nếu so sánh Bu với local brand thì anh nghĩ chưa chưa chắc đây là một cái sự so sánh uh, chính xác nếu mà nhìn từ dạ, cái cạnh thì... là uh, nghiên cứu thị trường và nhìn từ cái cạnh của retail một cách chuyên nghiệp hơn. Uh, tại vì sao vì hai cái mô hình kinh doanh tạm thời nó đang ở hai giai đoạn rất là khác nhau uh, các bạn có thể uh, uh, trở, và trở thành lớn mạnh hơn rất nhiều anh không nói bọn anh lớn mạnh nhưng mà ý là cái mô hình ấy nó đang khác nhau và bọn anh sự khác nhau nó nó lớn nhất ở cái gì là bọn anh là một mô hình chuỗi bọn anh là mô hình bán lẻ chuỗi chuỗi ở đây là cả chuỗi sản phẩm từ offline uh, chuỗi điểm bán từ offline cho tới online còn hầu hết các local brand các bạn đang ở cái giai đoạn startup của mình Giống nhanh nói nó là ở giai đoạn của bu 13 14 năm 15 năm trước đây thì nên là anh nghĩ phía trước của các bạn ấy nó còn rất là nhiều cái thử thách từ 100 cái thử thách là làm thế nào chuyển mình từ một cái local brand ở trong quy mô nhỏ rất thành công để trở thành một cái thương hiệu có thể làm được lớn hơn tiếp cận được khách hàng mass hơn và tạo ra những cái chuỗi Uh, tạo, tạo dựng được ra một cái chuỗi uh, điểm bán của mình trên online lẫn offline uh, thì anh nghĩ đấy là một cái thách thức cực, cực kỳ lớn nó là một cái tư duy quản trị rất là khác nó là những cái kỹ năng quản trị uh, con người cho tới kỹ năng quản lý tài chính và kỹ năng uh, định hình trong phần planning và chiến lược anh nghĩ nó là rất là khác và nếu những bạn nào vượt được qua cái đoạn đấy thì anh nghĩ đến lúc đấy nó sẽ là những cái thương hiệu mà mình sẽ uh, so sánh được uh, cùng với những thương hiệu dạng như bu canifa uh, routine những cái thương hiệu mà họ mở chuỗi đấy nó khác nó, nó, nó... mình có ngay từ đầu khi mà chưa thành chuỗi mình có một cái chiến lược giá cho sản phẩm của mình như thế nào ờ ừ, thì thực ra chiến lược giá của anh đơn giản lắm trên lớp giá của anh nó đi vào đúng hai yếu tố và vẫn là hai yếu tố giá trị cốt lõi ở trong sản phẩm cầu bu đầu tiên là chất lượng chất lượng và sau đó là làm cho nó xanh hơn anh vẫn nhắc lại hai cái này từ lúc đầu thôi và cái đấy mới là cái định hình cái giá là nó đến sau ờ, anh luôn tin anh luôn tin là nếu mà mình tạo ra được những cái uh, chất uh, sản phẩm đảm bảo chất lượng uh, có một cái chiều sâu chạm được vào cảm xúc của khách hàng và những sản phẩm của mình là những sản phẩm đảm bảo được đúng cái nhu cầu về 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 thị hiếu của khách hàng thì những sản phẩm đấy bọn anh được quyền xét cái mức giá mà nó phù hợp với cả tất cả những cái công sức và những các cái chi phí đứng ở đằng sau nó và anh luôn tin là thị trường sẽ đón nhận. Thị trường sẽ đón nhận. Tại vì đến cuối cùng trong bài toán kinh doanh nó vẫn là value for money mà Ờ, nếu mà cái cái giá trị bọn anh không đem đủ ấy, thì nó sẽ thành đắt và cái câu chuyện nói là ai đắt ai rẻ thì nó nó là cảm nhận của một lượng đông khách hàng nếu mà họ vẫn đang nhìn thấy nó là value for money thì mình vẫn đang xét những cái giá đúng còn nếu mà họ rời bỏ mình vì mình tạo ra những cái sản phẩm giá nó không hề phù hợp so với cả những toàn bộ những giá trị từ giá trị thương hiệu cho tới chất lượng sản phẩm, cho tới những cái giá trị cảm xúc mình có thể uh, đem được tới khách hàng ấy, thì dĩ nhất là mình đang xét giá sai, thì bạn anh vẫn còn khách hàng mua, vẫn còn khách hàng ủng hộ nhiều và bạn anh vẫn đang mở rộng cái tập khách hàng của mình ra, thì bạn anh vẫn tin là chiến lược giá bạn anh đang đang làm đúng. Uh, có một cái nữa, vì sao mà bạn anh luôn mong muốn mình sẽ là những thương hiệu, uh, là thương hiệu mà sẽ xét được những mức giá cao đơn giản thôi vì là bọn anh luôn 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 muốn để có những cái dư địa để mình có thể luôn được phép làm những sản phẩm mới chất lượng cao nhất và có cái chiều sâu hơn và có thể xanh hơn và tất cả ở đấy nó là chi phí nên là nếu mình nhìn một cái tầm tầm nhìn dài hơn thì một cái giá mình xét nó đủ cao thì mình sẽ có đủ cái đủ cái không gian và đủ công cụ để mình để mình không thỏa hiệp với chất lượng mình giữ được cái giá trị cốt lõi trong trên con đường dài. Ừ. Nói cái câu chuyện đấy ra với khách hàng có khó không ạ? Để khách hàng hiểu được là chúng tôi đang cố gắng mang đến những giá trị, những sự chất lượng tốt nhất cho các bạn. Anh là vừa khó vừa dễ nhỉ? Cái gì nó sẽ thế? Ờ, nếu mà mình làm truyền thông tốt thì nó là dễ. Ờ, nếu mà mình làm truyền thông mà không tốt thì nó khó thôi. Còn còn đâu một cái phần mà cốt lõi của nó là 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 mình thực sự mình phải tin và mình đưa ra tất cả những cái quyết định và những cái hành động của mình ấy nó đúng như cái mà mình cam kết thì đấy là phần kiểu hiển nhiên phải làm thì anh nghĩ phần đấy mới quan trọng ấy phần đấy quan trọng hơn cả cái truyền thông ấy tại vì khách hàng đến cuối cùng nếu em truyền thông tốt nhé mà em có sản phẩm mà không tốt ấy thì người ta sẽ mua một hai lần thôi và người ta cũng sẽ à Dừng tôi mà. hiểu rồi mà. nhưng mà nếu mà mình làm từ cái tâm mình mình luôn luôn mong muốn làm thứ tốt nhất thì những người người ta đã trải nghiệm sản phẩm rồi người ta sẽ tin ấy và anh ấy niềm tin không mua không mua được kiểu ngay lập tức đâu nó là một cái hành trình ừ, nó là hành trình nó là một sự kiên định uh, nó là cả một cái uh, giai đoạn rất là dài nhưng mà nhưng mà với cái thời đại hiện tại thì niềm tin cũng có thể mất đi rất nhanh Nhưng mà đấy là cái khó khăn ấy, cái khó khăn trong kinh doanh đôi khi mình cũng sẽ cảm thấy uh, kiểu thật bất lực và kiểu thật không phe <laughs> <laughs> nếu mà các bạn chỉ đánh giá trên một case mà trong khi kiểu 20 năm qua tôi đã làm kiểu 1.000 một nghìn, một nghìn thứ ấy. Thì, nhưng mà đã đã bước vào cái ngành kinh doanh thì phải sẵn sàng với cả sự phụ phàng của cái ngành này thôi anh nghĩ thế và bây giờ cái hành vi tiêu dùng hay là những cái về quan điểm tiêu dùng của của khách hàng bây giờ nó cũng rất khác so với hai năm hai năm về trước nữa đúng không ừ, anh nghĩ nó khác ở một thứ rất là tích cực đó là mọi người được trải nghiệm nhiều hơn mọi người được trải nghiệm hết những cái, cái thương hiệu quốc tế rồi thì cái sự so sánh và cái định kiến về một thương hiệu việt nam ấy nó rất khác rồi hồi không xưa không thì nữa. nó là một thời kỳ mà kiểu bọn anh cần phải xét uh, uh, um, thiết lập ra những các cái tiêu chuẩn mới và thay đổi định kiến của mọi người và luôn chứng minh là thương hiệu luôn luôn phải chứng minh một thương hiệu việt nam hãy thử nó đi hãy mua nó đi hãy trải nghiệm nó đi và nó thực sự tốt đấy thì bây giờ không cần nữa bây giờ không cần nữa anh nghĩ đấy cũng là một thế mạnh cho các bạn local brands mà làm việc cổ rất là nghiêm túc ấy và đề cao chất lượng ấy. không cần nữa vì mọi người đã đủ kiểu trải nghiệm những H&M, Zara và kiểu Uniqlo và các các cái thương hiệu khác đã đến Việt Nam từ năm 7 năm, 3 4 năm nay rồi. Họ đủ một cái một cái cycle để để trải nghiệm rồi. Họ sẽ tự có một sự so sánh. Và anh nghĩ những cái sự so sánh đấy nó giúp ích cho Bu, đối với anh nó giúp ích cho Bu. Để mọi người còn bớt nhìn ấy, Uh, Bu sao lại uh, là một thương hiệu chỉ Việt Nam thôi? Tại sao mày phải bán đắt thế? Anh 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 muốn lại thiết lập lại cái tư duy đấy. Đừng nghĩ là một thương hiệu Việt Nam chúng tôi phải phải bán thật rẻ. Uh, trong khi kiểu anh lại mong muốn chúng tôi uh, đạt được một cái chất lượng quốc tương tế. xứng với cả thương hiệu quốc tế. Ừ. Thì uh, thế mạnh của bọn anh vẫn là giá thành của bọn anh vẫn rẻ hơn so với thương hiệu quốc tế vì bọn anh đang ở trên sân nhà thôi. Còn đâu đi ra đến thị trường quốc tế thì anh nghĩ là những những cái giá thành của bọn anh tất nhiên nó thương hiệu của mình nó vẫn đang chưa có được cái position đấy nó đủ đủ lớn thì dĩ nhiên là mình sẽ phải xét những cái giá thành mà mình cạnh tranh với cả họ ở trên thị trường quốc tế đấy. còn đâu thị trường sân nhà thì anh anh nhìn thấy giá thành bọn anh vẫn thấp hơn mà khoảng tầm 20 phần trăm 30 phần trăm so với những sản phẩm tương xứng thì chả có lý do gì mà mà bọn anh phải thiếu đi tự tin về chuyện là tại sao giá mình đắt bọn anh luôn tin là sau một quá trình trải nghiệm khách hàng sẽ tự hiểu Và đặt lên bàn cân thì chất lượng sản phẩm chúng tôi không thua kém gì so với những thương hiệu thời trang mà các bạn đã sử dụng Và có chất nhất, tốt Dĩ không? nhất, dĩ Và... nhất, anh nghĩ là mình nói là rất tốt, bọn anh luôn mong muốn nó rất tốt nhưng mà trong cái ngành này thì mình cũng sẽ, mình sẽ vấp phải lỗi lầm mà, sẽ có một số đơn hàng thỉnh thoảng nó sẽ có lỗi, bọn anh cũng đã gặp một số các cái khủng hoảng nhỏ như thế, nhưng mà quá trình làm kinh doanh và quá trình khởi nghiệp nó luôn luôn là là những lỗi lầm vào làm thế nào để mình đừng vấp phải nó hai lần đấy làm thế nào tốt nghe nghe thì nó hay nhưng mà có <laughs> những thứ bọn anh cũng vấp vào hai ba lần cả à, <laughs> thì à. thì nhưng mà làm thế nào đa số đại đa số những thứ thì mình có thể là mình hãy biến những cái lỗi lầm đấy trở thành kinh nghiệm của mình để mình có thể cải tiến hơn tiện đang nói về những vấp ngã và lỗi lầm à, bu trải qua 20 năm em chắc chắn là có vậy thì anh anh còn nói là trải qua có những cái lỗi mà mình vấp phải hai ba lần đúng không anh có thể chia sẻ một xíu về những cái khoảng thời gian mà bu đã vấp ngã ồ ừ, anh... và mình đã vượt qua như thế nào anh nghĩ là um, bu cũng không giống à, cũng không khác hầu <laughs> hết tất cả các cái thương hiệu hoặc doanh nghiệp thôi thì ai cũng sẽ phải uh, vấp và bọn anh vấp nhiều vấp nhiều đến mức mà anh cũng chả nhớ được hết uh, nhưng mà một số những thứ mà lớn anh nghĩ có thể đưa được vào đây nhất là với cả cái cái nội dung của ngày hôm nay thì đó chính là cái bẫy của sự tăng trưởng uh, một khi mà mình đang trên cái đà tốt rồi ấy, mình rất là tự tin uh, nhưng mà giống như lúc nãy anh có nói nếu mà cái sự tự tin đấy ấy, mình kiểm soát được nó ấy, thì nó sẽ rất là tốt nhưng mà nếu mà nó đã vượt qua một cái cái giới hạn thì nó sẽ đánh ngược lại mình và anh nghĩ là bu đã trải qua một cái giai đoạn mà khoảng tầm 2013, 15, 16 ấy, bọn anh kiểu, thực sự là kiểu rất là thành công uh, của một thương hiệu của những cái người của thế hệ millennial ấy và đã tạo ra những sản phẩm đột phá cho thế hệ millennial thì bọn anh uh, uh, có hai cái uh, bài học, mà anh nghĩ rất là lớn đối với cả uh, một là bài học liên quan tới là kiểm soát cái sự tăng trưởng của mình làm thế nào để nó vẫn giữ được cái sự hiệu quả thì À, đã có một giai đoạn bọn anh khá là lan man bọn anh mở ra thêm nhiều những cái thương hiệu nhỏ hơn cái kinh doanh nó bị <laughs> thậm chí chuyển sang cả những cái ngành kinh doanh mà nó không liên quan tới thời trang như là bọn anh mở cả bu cà phê uh, của thời khoảng 23, 24, 23 thì ba, uh, thì nó nó là một cái sự lan man ấy. nó là sự mất mất cái focus của mình uh, cái việc mà mình mình tạo ra những thứ mới nó, nó không hề sai nhưng mà cái thời điểm của nó và mình phải biết lựa được cái sức của mình về mặt quản trị con người cho tới nguồn lực ấy. thì nếu mà mình quản trị được nó tốt không sai khi mình mở rộng kinh uh, doanh uh, và mình và mình áp dụng thêm những thứ mới nhưng mà anh nghĩ cái sai đó là mình tự tin quá nên là mình đã không lường được sức mình thì đấy là cái đầu tiên uh, uh, sau một cái thời gian khoảng tầm 3 năm khi anh mở ra khoảng tầm bốn năm ba bốn năm cái thương hiệu nhánh nhỏ Thì sau khoảng 3 năm bọn anh vẫn phải đóng gần hết <laughs> để để tái thiết lập lại bu đã tái thiết lập lại bù thì nó là vào cái năm khoảng 2018 bọn anh đã phải tái thiết lập lại lợi bù uh, 2017, 2018 đã phải tái thiết lập lại bù một lần rất quan trọng uh, cái bẫy thứ hai mà bọn anh gặp phải đó là một cái bẫy chuyển dịch thế hệ uh, bọn anh Nó lại liên quan đến cái sự tự tin của mình đấy cuối cùng mình thì cứ nói là mình là người luôn muốn đứng trên mặt đất nhưng mà thực tế ra đôi khi ở, ở một số trường hợp quan trọng mình hóa ra mình không thể cái nói giỏi mà <laughs> nói rất là giỏi nhưng mà làm được giỏi mới mới gọi là là số ít đấy. Thì anh nghĩ là cái phần đấy phần đấy bọn anh đã đã chưa làm được tốt. À, khi mà mình tự tin mình là những người tiên phong của một thế hệ millennial thì bọn anh tự tin đến mức mà kiểu nhìn nhận là cái sản phẩm của mình ấy nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ phù hợp với cả Gen Z rồi. Đấy không cần nghiên cứu thêm đấy không cần nghiên cứu thêm nhiều và cũng thiếu một sự lắng nghe của một cái khách hàng một cái tập khách hàng mới bọn anh nhìn vào data của quá khứ quá nhiều ở trong kinh uh, trong quản trị anh 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 luôn nói với cả nhân sự của anh nhất là gần đây là data là một con dao hai lưỡi nếu mà biết nhìn nó đúng thì nó nó rất là mạnh nhưng mà hầu hết data sẽ khiến bạn nhìn nó tạo ra một cái rất là nguy hiểm nó gọi là cái false insight tức là cái cái nhận định sai. trên một cái nền nó bị sai wow. thì mình sẽ đưa ra những cái, cái quyết định sai thì uh, bọn anh bọn anh đã có khoảng ba bốn năm dựa vào những cái false insight đấy để đưa ra những cái chiến lược tương lai cho Gen Z và đấy là một cái thời điểm mà thực sự là là bọn anh đã làm không hề tốt cái sự truyền giao đấy và đấy cũng là lý do vì sao mà khoảng từ sau 2016 uh, cho đến giai đoạn khoảng tầm 2019 bọn anh mất rất là nhiều khách hàng khách hàng trẻ nhé và anh vẫn mở rộng được tập khách hàng 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 mà ảnh hưởng bởi cái tư duy của millennial đến lúc đấy thì nó lại các thế hệ các bạn millennial trở thành bố mẹ rồi lại bắt đầu mua cho con nhỏ hơn hẳn thì bọn anh cứ bị nhìn vào cái vào cái data nhìn vào cái sự tăng trưởng mình vẫn nhìn thấy mỗi một năm tôi bán được nhiều hơn tại sao tôi phải thay đổi nhưng cái sự thay đổi này nó nguy hiểm vì là cái bán nhiều hơn để bán cho ai ấy? bán cho sai tập khách hàng đấy thì 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 nó nó quay lại cái 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 false insight thì uh, anh nghĩ là sau khi từ 2018 bọn anh làm lại hết bọn anh uh, làm một cuộc đại phẫu của bu uh, thì bọn anh nhìn nhận là tất cả những cái, cái thương hiệu lan man mình phải đập đi cái thứ hai là mình cần nhìn nhận thực sự là phải nghiêm túc về một cái thế hệ mới Gen Z họ rất khác họ vẫn có một số thứ giống thì vẫn là những con người Việt Nam ở đây thôi đúng không một số thứ giống nhưng mà có một số thứ rất khác và những thứ rất khác đấy làm thế nào mình bây giờ phải đưa được nó vào bu với những con người millennial già nua ở trong công ty vào thời điểm đấy làm nào mình phải thay đổi được tư duy của mình một cách nhanh nhất có thể thì đấy là một cái giai đoạn này rất là khó khăn 28 nhưng mà 28, 29, 20, 21 Nói chung 3, 4 năm vừa rồi thì anh nghĩ là đấy một bước sai như thế mà nó mất khoảng ba bốn năm cho tới tận bây giờ đi 5 năm bọn anh vẫn vẫn đang vẫn đang vật lộn để vượt qua nó một cái bước chiến lược nó nó ảnh hưởng đến mức độ như vậy wow. khi mà anh thấy sự thay đổi của Gen Z và một trong những cái quyết định chiến lược mà anh đã đưa ra để có thể tái thiết lập đại Bu có phải là việc mình đưa thêm những cái sub brand những ừ. cái thương hiệu phụ như kiểu là bu lab hay bu ừ. để để tốt hơn cho thương đúng, hiệu của đúng Bulu. đúng đúng tức là khi mà bọn anh gói gọn mọi thứ lại thì bọn anh ổn định được cái sự gói gọn cắt hết đi rồi ấy. thì bọn anh cần phải nhìn tiếp những bước tiếp theo là làm thế nào và nếu mà nở ra thì nở cái gì và vì sao chúng ta phải nở thì đối với cả bọn anh vào cái thời hai 18 2019 thì 2018 là quyết định là mình đánh mất Genji một cách kinh khủng quá rồi. À, cái thương hiệu của mình thương hiệu hồi đấy vẫn uh, 2019 là bọn anh cũng uh, đặt lại tên cái thương hiệu bọn anh quay trở lại về nguồn gốc của nó tên là bu không còn là bò sữa nữa thì cái bu nó 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 bị sơ vinh những cái người rất là tư duy millennial rồi và cái sản phẩm bọn anh ngày nó một kiểu cơ bản hơn rồi nhưng mà gen z họ cần những thứ rất khác họ cần những sự đột phá hơn họ cần những thứ mà nó trend ấy nó cần những thứ mà kiểu đây đối với tôi mới là đẹp ừ, còn những cái bu bu kia của anh nó gọi là trong hoa kép nó hơi quê rồi kiểu chúng tôi không, không 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 có cảm xúc với nó chúng tôi không không nhìn thấy đây đây là cái gì đó hứng thú thì làm sao nào để thay đổi được nó nhanh nhất ấy? không thể nào biến cả một cái một cái người kiểu béo kịch to một cái người mà kiểu to nặng cân rồi ấy, để, để họ họ linh hoạt được nhanh thì chính vậy nên là thôi mình tạo ra một cái người gọi là đủ thon thả và 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 ngay từ đầu mới đi một cái một cái profile hoàn toàn mới thì đấy là lý do vì sao bạn anh tạo ra uh, thương hiệu bulat bulat được tạo ra trong thời kỳ uh, khủng hoảng của Bu về tập khách hàng Gen Z và chính vì vậy nên là tất cả cái cái foundation của nó và từ những con người của nó, tư duy của nó và những các cái customer profile của nó cho tới triết uh, uh, lý xây dựng sản phẩm của nó đều được nghiên cứu để dành cho Gen Z thì uh, nên là Bu Lab là một cái thương hiệu sub brand của bọn anh muốn đưa ra để khẳng định một là nhắc lại Gen Z đừng đừng nghĩ là bọn anh không biết làm thời trang <laughs> à, khẳng định là Bu vẫn biết làm thời trang khẳng định là Bu biết làm những sản phẩm dành cho Gen Z và các bạn hãy tập trung vào đúng cái phần nhỏ này của tôi trước đi đã chúng tôi sẽ lại bắt đầu lại từ đầu nó nó là một cái vòng như là khởi nghiệp mà làm ra một cái thương hiệu hoàn toàn từ số không Các gì các bạn local brand bây giờ nhưng mà bọn anh hơn các bạn ý anh tự tin hơn là bọn anh rất nhiều kinh nghiệm hồi hai Bulat được được ra đời thì chứng tỏ bọn anh có 203 năm chín đúng không? 16 năm kinh nghiệm rồi mà nên là bọn anh tự tin và bọn anh vẫn đem lại những cái triết lý của chất lượng của mình, bọn anh đem những cái kinh nghiệm của chất lượng của mình, bọn anh nhìn thấy đấy là kiểu đấy là một cái vũ khí rất mạnh đối với cả local brand thời đấy. Wow. kinh nghiệm Thế đúng không? kinh nghiệm sự trải nghiệm. 18 chín thì local brand anh thuật chất lượng kém lắm. Nhiều 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 local brand hầu hết. Thế là bọn anh nhìn thấy uh, thì cái cách bạn anh xây dựng đó là như anh nói đấy và uh, ngay lúc đấy anh đã đưa luôn designer của anh những bạn khôn toàn là những người của Gen Z thôi. Ừ, Chứ anh giao thế hệ luôn. Anh, anh gọi là sự. gần là anh phải tắt biệt toàn bộ cái team millennial của Bu ra khỏi cái dự án này. Anh lập nó thành một dự án riêng ở trong công ty và anh cho họ những cái quyết định riêng. Đấy cũng là một cái cách về quản trị đấy và anh cho họ nó gọi uh, trong tiếng Anh nó gọi là autonomy mà anh quên bén từ tiếng Việt đó là cái autonomy đó là họ họ có những cái quyền hạn ấy ừ. và 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 họ họ, họ 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 được đưa ra những cái quyết định riêng và và mọi người anh yêu cầu mọi người của thế hệ trước phải tôn trọng phải những tôn cái trọng. bạn Gen Z tại vì 2019 thì các bạn Gen Z bắt đầu cũng rất là trẻ. Tán 19 20 tuổi xong rồi vào đây kiểu nói gì anh chị ở đây kiểu toàn 15 năm 10 năm kinh nghiệm kiểu mày mày toàn đưa ra những thứ kiểu tao thấy chả liên quan <laughs> mà nhưng mà thực ra lúc ấy anh nhìn thấy rồi chính những thứ không liên quan của thế lệ hệ millennial sẽ là những thứ liên quan của Gen Z ừ, thì sẽ anh là, mang tinh thần của ừ, Gen Z hơn anh như là cái cái đặt cược đấy đâu đó anh đang thu lại những thành công hai à, mươi đúng không ừ, năm nay năm thứ tư rồi của của Bula. À, và đấy thì đến cuối cùng ngắn gọn thì nó là sao cái chiến lược của anh ấy là một cái tập khách hàng mới, một cái uh, thông điệp mới, một cái sứ mệnh mới, khẳng định mới, cam kết mới đấy thì mình không nên cho một cái thương hiệu nó phải gánh quá nhiều. Uh, vì sao anh không muốn thằng bu nó gánh? vì thằng bu ấy, nó vẫn đang là một cái di sản. thằng bu mà bò sữa trước đấy, nó là một cái di sản hai uh, 203 đến hai ra nó là một cái di sản 6 năm. bọn anh đã làm được những thứ tốt mà, có phải bất cứ gì mình làm đều sai đâu? một cái di sản đấy nó có giá trị quá lớn không nên đập nó đi để biến mặc cho nó một cái áo hoàn toàn mới cái di sản đấy bọn anh vẫn nhìn thấy nó là một tương lai của bu trên đường dài hạn nó chỉ là cái cái vấp một cái vấp rất đau một cái ngã rất là đau thôi thì nó cần phải đứng dậy và nó mất thời gian để nó đứng dậy thì trong lúc nó đứng dậy mình đem đưa một cái con mới vào thì coi như hai thằng nó dắt tay nhau nó đi thì hai thì vui hơn một nhưng mà ba vui hơn hai thì anh nghĩ là trong cái thời gian đấy thì bọn anh tạo thêm một cái sub brand nữa là buzila Uh, Buzila thì cũng tương tự thôi thì tương tự với cùng một cái một cái góc nhìn của anh là một cái thương hiệu nó không thể nào gánh gánh được tất cả mọi thứ để mọi người có thể nhớ được hết về nó. Buzila nó là cái cái sứ mệnh của nó khi trong cái hệ sinh thái của các cái các cái brand của Bú nó là gì? Nó là làm thế nào để bọn anh vẫn giữ được cái vị thế của mình, cái brand positioning của mình, làm nào cái cái định vị thương hiệu của mình nó vẫn rất là fresh. Uh, nó vẫn tươi mới, nó vẫn đem được lại sự tươi mới và nó vẫn đem được cái mà ngay từ ban đầu bạn anh luôn đặt định vị thương hiệu của bu là xứng ngang với cả những thương hiệu quốc tế. Thế thì cái buzila nó cần khẳng định cái việc đấy và đấy là lý do vì sao cốt lõi sản phẩm của buzila là một trăm sẽ dựa vào các cái license uh, chính thức mà bạn anh mua bản quyền chính thức với cả của những các cái thương hiệu top của trên thế giới, uh, uh, Disney Ví dụ điển hình Disney, Disney là 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 một cái thương hiệu về giải trí là đang là lớn nhất thế giới. Thì bọn anh sẽ làm với cả những những cái thương hiệu lớn nhất thế giới. Bọn anh không sợ, bọn anh không ngại vì bọn anh luôn nhìn thấy là nền tảng của chúng tôi đảm bảo được chất lượng, hệ thống của chúng tôi đủ đủ lớn và ít nhất tạm thời đến bây giờ vẫn là một cái hệ thống lớn nhất dành cho giới trẻ ở Việt Nam thì tại sao chúng tôi không có những các cái tham vọng lớn nhất để làm việc với cả những cái người giỏi nhất trên thế giới anh có ước mơ là kiểu thương hiệu trăm tuổi không anh nghĩ là chả biết nó trăm tuổi hay bao nhiêu nhưng mà anh nghĩ nó nó phải nó là một cái thương hiệu ấy mà nó phải có một cái nền tảng cực kỳ vững chắc để sau này anh rời khỏi cái vị trí CEO ấy, những người khác đến đây làm ấy, họ vẫn sẽ giữ được cái giá trị cốt lõi của bu và từ những cái tinh thần và những giá trị cốt lõi đấy của bu họ sẽ tự biết cách đẩy bu đi tiếp nữa ừ. anh không biết anh sống bao nhiêu năm nữa <cười> <cười> nên là cứ 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 có một cái tư duy như vậy đã có cái tầm nhìn như vậy đã thì thì anh nghĩ là cái chuyện con số 100 hay bao nhiêu ấy nó không nó không, nó không quan, quan trọng con số nữa. Nó, nó nó chỉ là cái mốc mình đặt ra Nghe vâng. cho nó hay thôi ừ. Ừ. nhưng mà cái cái mình làm cái 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 nền tảng mình cần làm ấy nó mới là cái sự quan trọng Ừ. Tiện đang nói đến quản trị và vận hành ờ, Từ một local brand Thời trang nhỏ Từ một cửa hàng lên đến hai cửa hàng Nó sẽ khó hơn rất nhiều khi mà mình đã có nhiều cửa hàng Và nhân thêm nhiều cửa hàng nữa đúng không ạ Vậy Thì trong một thương hiệu thời trang Để một thương hiệu thời trang có thể Nhân thành chuỗi thì nó cần những yếu tố gì Khi mà đã muốn làm nó lên thành chuỗi rồi thì chắc chắn bạn phải có kinh nghiệm Không còn sự trẻ, sự sáng tạo Dám làm ở đâu Nó là phải có kinh nghiệm để là điều hiển nhiên nếu mình không có đủ kinh nghiệm thì mình nên lấy những cái người có kinh nghiệm vào thành team của mình để bù đắp cho những cái sự uh, thiếu hụt của mình thì đấy là kinh nghiệm cái thứ hai là mình phải hiểu cái việc là mình quản quản trị chuỗi nó khác hẳn so với cả việc hai ba cửa hàng hai ba cửa hàng vẫn chưa gọi là chuỗi đấy, thì nó nó rất là khác bán lẻ nó luôn có một câu khá là cliché của ngành bán lẻ nó là Retail, retail, retail là, là 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 detail. Uh. Thì anh nghĩ là cái đấy thực sự quan trọng. Anh nghĩ cái retail và detail ấy nó và thực sự phải đi vào từng một cái quyết định của mình, phải nó nó phải được Chăm chút, nó phải được gây dựng lên và nó được vun vun đắp lên. Ấy. Anh nghĩ đấy khi các bạn làm được những việc đấy hàng ngày uh, với cả từng một nhân viên của mình, uh, với cả từng những các cái quyết định của mình ra thì anh nghĩ các bạn sẽ có một cái chuỗi kiểu thực sự là vững chặt bây giờ anh thấy điểm bán offline nó còn quan trọng với thời trang như hồi xưa nữa không? Tại vì khi mà hành vi của người mua hàng bây giờ thì họ mua sắm trên online rất là nhiều và bây giờ cái sự phát triển của các kênh thương mại điện tử nữa thì Bu có đang chuyển dịch cho mình để hướng tới các kênh online nhiều hơn là offline không ạ? Trong một thời kỳ ai cũng đang nói về online thì anh lại muốn nói một thứ đó là offline rất quan trọng nếu bạn làm chuỗi nhưng quan trọng ở đâu và với tỷ lệ như thế nào ấy nó là vấn đề khác nhau nghĩa là sao online là tương lai online là hiện tại online là của quá khứ vài năm nay rồi ở, năm năm nay rồi, đấy, ở việt nam thì nó không phải là không quan trọng nhưng làm thế nào mình tạo ra được một cái chuỗi mà nó có một cái sức mạnh tổng thể được đóng góp bởi online và offline thì hai cái đấy nó cộng hưởng vào với nhau thì nó mới là đối với anh đấy mới gọi là một cái chuỗi mạnh đấy mới là một cái hệ thống điểm bán mạnh thì chính vì vậy nên là ở cái offline mình cũng sẽ có, uh, mình cũng sẽ phải có chia ra những cái chiến lược của mình liên quan tới ví dụ như là uh, chiến lược liên quan tới các cái uh, uh, format cửa hàng khác nhau hay là liên quan tới uh, uh, địa lý tỉnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ví dụ thế hoặc là ra nước ngoài và với cả online thì dĩ nhiên mình cần phải có những cái chiến lược gọi là multi-platform của mình mình không chỉ phụ thuộc vào website, không chỉ vào marketplace đúng không? Không chỉ bằng trên những kênh social. Mà uh, ví dụ như TikTok đến một cái cơn bão TikTok cách đây khoảng 2 năm nhỉ, 1 năm rưỡi hai năm. Nó đến nó thay đổi hoàn toàn cái cái thị trường của online nó ảnh hưởng nhá. Thế thì kiểu sau TikTok là cái gì nữa? Ấy? Thì anh nghĩ là mình luôn luôn phải linh hoạt đấy. nó là nó là multi channel và multi platform. Và đến cái bây giờ thì anh nghĩ rất là nhiều người trong retail làm chuỗi Um, bọn anh có một cái keyword rất quan trọng nó là omni experience tức là một cái trải nghiệm omni channel uh, nó nó thực sự phải nhuần nhuyễn đấy đấy là khó nó rất là nhiều thứ nó nó vẫn quay lại là retail là detail ấy nó rất là nhiều thứ đến tỉ mỉ ấy. từng cái băng dính từng cái hộp ấy từng cái túi nó như thế nào kinh khủng từ những cái bước ở trên kênh online đến những cái tiếp xúc offline của khách hàng và làm thế nào mình phải đem lại những cái công nghệ mới những cái trải nghiệm mới ấy, ở trên thế giới mà mà có thể những thương hiệu Việt Nam còn chưa làm. Ừ. Bây giờ mình sẽ nói đến môi trường một xíu vì anh đang nhắc đến xanh, bu là một trong những thương hiệu mà em nghĩ rằng việc xanh mình đang làm rất tốt. Em cũng biết là bu có bu environment có chiến dịch tắt đèn bật ý tưởng và rất nhiều những chiến dịch khác nữa của bu. Anh có thể chia sẻ một xíu về một trong những cái cốt lõi của bu đang theo đuổi này. Vì sao bu cần làm xanh? À, vì sao bu bu tin vào những cái giá trị xanh? Ấy? Thì đối với anh là khi mà mình muốn tạo ra một cái thương hiệu mà thực sự mình muốn để lại một cái di sản nhất định, thì mình lựa chọn thôi. Nó. nó là có những người thì người ta sẽ lựa chọn những thứ khác mà nó sẽ cũng rất có ý nghĩa cho xã hội. Thì cái lựa chọn của anh từ cái hồi mà uh, thành lập JABU hay là chín hoặc là từ trước đấy là anh luôn tin vào việc là mình kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà mình hãy tạo ra thêm cả những cái giá trị ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ và chính là khách hàng của mình. Thì cái một trong những giá trị đấy Nó là Xanh, nó là những giá trị Đưa những cái thứ của Việt Nam uh, Lên uh, Dành cho mọi người và phổ biến được Nó có ra hơn, thì cái xanh Cái xanh đối với cả cu là một cái hành trình mà như anh nói Nó khoảng tầm 18 năm rồi Đấy, và trong cả cái hành trình đấy Thì bọn anh có một thứ Mà anh khá là thấy đáng tự hào Và bọn anh luôn kiên định Tin vào nó tin vào thứ mình làm và làm nó từ cái tâm của mình nhất nên là nó sẽ dài được và nó sẽ luôn luôn, luôn ở đấy và đây sẽ là một trong những thứ mà không bao giờ bu sẽ thỏa hiệp về cái giá trị cốt lõi này của mình anh biết có những lúc mà anh làm tốt hơn có lúc làm chưa tốt bằng à, à, có thể làm được tốt hơn nữa nhưng mà mình sẽ luôn luôn coi nó là một cái giá trị cốt lõi của công ty nếu nó là giá trị cốt lõi của công ty nếu mình nhuần nhuyễn được tới toàn bộ cái đội ngũ của mình rồi thì anh nghĩ là các cái action của bu ấy nó sẽ giữ nó giữ được một cái mà cái slogan các bạn gần đây của bên bu hay trong bu mình hay có một cái hashtag nó là mãi xanh mãi xanh ờ ừ, các ừ. bạn ấy hay hay dùng cái đấy thì anh nghĩ là bọn anh uh, bọn anh thấy rất là tự hào ấy với những thứ mà mình đang làm những thứ mình đã làm được và bọn anh vẫn rất là tin tưởng vào việc là nếu mà mình cứ lan tỏa tiếp những cái màu xanh này thì mình không chỉ khiến cho cái thương hiệu mình nó vận hành xanh hơn à, mình không chỉ uh, ảnh hưởng được tới tập khách hàng của mình cho các bạn ý có những nhận thức tốt hơn uh, về những vấn đề môi trường mà thậm chí bọn anh có thể gây được tầm ảnh hưởng inspire được chính các cái thương hiệu khác của việt nam những các bạn trẻ hơn những local brands thậm chí những thương hiệu chuỗi của việt nam mà anh cũng nhìn thấy họ cũng đang chuyển dịch xanh Đấy, thì nó là một xu thế thôi Em nghĩ là Bu đang trên hành trình truyền cảm hứng rất nhiều với các chương trình của mình. Em chỉ cần nhìn thấy kiểu tắt đèn bật ý tưởng thôi đấy là một sự truyền cảm hứng rất là lớn với các bạn trẻ hay là với bất kỳ thương hiệu nào muốn theo đuổi điều này. Thì anh nghĩ là đấy giống như anh luôn nói là mọi thứ mình đều có thể làm được tốt hơn. Uh, nhưng mà có những thứ mình đã làm hết sức của mình rồi thì anh nghĩ là một cái hành trình của tắt đèn nếu mà nói nói gọn thì là bọn anh đang cố gắng làm những việc nhỏ mỗi ngày để bọn anh đổi thay trái đất thì uh, cái mỗi ngày đấy nó phải kiên định và nó phải kiên trì và bọn anh đã làm được nó năm uh, 2009 đến giờ chuẩn bị 15 năm rồi đấy chuẩn bị 15 năm đấy, năm sau sẽ là 15 năm 15 năm kiên trì 15 năm của một niềm tin và 15 năm tích góp những thứ nhỏ nhỏ nhất có thể mình làm được để có thể tạo ra sự thay đổi nhưng mà nếu như mà có một câu nào đấy mà anh rất tâm niệm và truyền cảm hứng cho anh trong cả một hành trình kinh doanh của anh thì anh còn muốn chia sẻ cho các bạn không? Anh tâm niệm gì nhỉ? Thực ra 20 năm quá nhiều thứ Thì thực, thực ra anh nghĩ là anh cá cũng nhân hợp anh nhé Cảm ơn anh, ở thời điểm cá điểm nhân hiện anh, anh, cũng... anh 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 luôn anh luôn theo đuổi đó là và hợp với các thời điểm hiện tại của Bu luôn anh nghĩ là nó rất là quan trọng đó là mình mình cần phải kiên định mình kiên trì theo đuổi cái giá trị cốt lõi của mình nhưng mà mình phải làm nó cho nó tới và cho nó thực sự là giải quyết nó tận vấn đề tới tận gốc rễ làm ít thôi làm ít thôi nhưng mà làm có chất lượng làm tới tận gốc rễ giải quyết từng vấn đề anh nghĩ nó là thứ anh đang cần khi anh đang start up lại và anh nhìn nếu với các bạn khác start up ấy có khi đấy cũng cũng là một lời khuyên bạn hãy làm tốt đúng cái phần của mình ngay từ lúc đầu đi nhỏ thôi đừng đừng lan man đừng lan man giống anh của thời gian trước đấy thì anh nghĩ các bạn sẽ thành công Đạ. Rất là cảm ơn anh Việt Anh với những chia sẻ ngày hôm nay. Thật sự là rất tâm huyết và nhìn thấy rất nhiều thứ ở trong anh với Bu, với Bu của tương lai nữa. Và chúc cho anh với những chặng đường của tương lai với Bu sẽ phát triển hơn nữa ạ. Cảm ơn anh đã tham gia với Vai Dinh Việt Nam.